Chào các bạn, khi tham gia trong các cuộc họp video hay trong lớp học, ta thường có tâm lý ngại việc đưa ra khuôn mặt của mình cho mọi người thấy. Có thể vì rất nhiều những lý do khác nhau như ta chưa kịp make up hoặc là chúng ta thấy camera trên máy tính thường chất lượng kém, mờ và không rõ nét. Và tâm lý thì ai cũng muốn mình trở nên đẹp hơn trong mắt người khác đúng không nào? Nếu bạn đang nhàm chán với việc sử dụng camera chỉ với hình ảnh thông thường và muốn trải nghiệm bởi nhiều ý tưởng mới lạ khác, hãy cùng trải nghiệm với mình qua một ứng dụng làm đẹp, làm thay đổi khuôn mặt của bạn trong các cuộc họp video bằng việc sử dụng hàng ngàn bộ lọc khác nhau. Bạn có thể thoải mái lựa chọn nhé. Bạn có thể sử dụng tính năng này trên phần mềm họp trực tuyến khác phổ biến hiện nay như là Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Skype, hoặc là chúng ta có thể sử dụng quay và làm vlog, làm YouTube. Việc sử dụng ứng dụng này chúng ta có thể làm cho người tham gia cảm giác thấy tự tin hơn, tăng cái sự tương tác giữa các thành viên trong lớp học. Chúng ta có thể sử dụng trong các giờ giải lao làm cho học sinh cảm thấy vui vẻ hơn. Ứng dụng mà mình muốn nói đến đó là Snap Camera và là một ứng dụng miễn phí được thiết kế cho máy tính cá nhân. Vậy thì để cài đặt cái ứng dụng này như thế nào? Đầu tiên bạn sẽ vào Google gõ từ khóa là Snap Camera. Sau đó chúng ta nhấn vào cái website chúng ta tìm kiếm đầu tiên. Chúng ta nhấn vào mục Download. Yêu cầu cấu hình của cái ứng dụng này đó chính là hệ điều hành phải là Win 10 và 64 bit trở lên. CPU là Core i3 trở lên các bạn nhé. RAM từ 4GB, độ phân giải màn hình là 1280x768 trở lên chẳng hạn. Vậy thì máy của mình hiện tại là đủ yêu cầu cấu hình để đáp ứng được cái ứng dụng này. Vậy để kiểm tra cái cấu hình máy tính của mình, bạn có thể làm theo các bước sau. Chúng ta sẽ chuột phải vào This PC, sau đó chúng ta chọn Properties. Tại đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây chính là chip CPU và RAM. Đây chính là hệ điều hành. Tiếp theo là chúng ta kiểm tra độ phân giải màn hình ở mục này. Sau khi đã kiểm tra về cấu hình rồi thì các bạn sẽ tua xuống phần dưới. Chúng ta sẽ chọn là tích vào mục đồng ý và nhấn vào phần tôi không phải là người máy. Bạn có thể nhập email của mình vào trên phần trên nhé. Sau đó chúng ta nhấn vào phần download tương ứng với là máy Mac hoặc là máy chúng ta sẽ thấy cái bộ cài chúng ta lưu về. Sau khi tải về xong thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Cài đặt xong thì chúng ta sẽ nhìn thấy một biểu tượng ở trên màn hình desktop. Các bạn sẽ mở lên và khi này các bạn thấy là trên khuôn mặt mình đang áp dụng một cái bộ lọc filter mặc định khi mà chúng ta mở lên. Tại đây thì bạn sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ có cái phần tìm kiếm. Bạn sẽ gõ những từ khóa các bộ lọc để chúng ta tìm kiếm trong phần này cho nó tiện nhé. Đó, các bạn sẽ gõ từ khóa vào phần này. Chúng ta nhìn những cái áp dụng ở cái bộ lọc này, nếu như chúng ta áp dụng mà thấy đẹp, thấy thích thì chúng ta có thể nhấn vào dấu sao để chúng ta lưu lại vào các cái bộ lọc yêu thích của mình. Bên cạnh đó chúng ta có thể thay đổi cái khuôn mặt cũng hình dáng của mình bằng các biểu tượng khác, nhưng mà hình vẽ hình trái chuối hoặc trái chanh nên các bạn đã thấy mình đang thay đổi này. Đó, mình sẽ quay trở lại về cái bộ lọc yêu thích của mình là bộ lọc này. Các bạn học sinh, sinh viên lưu ý chỉ sử dụng thay đổi hình dáng khuôn mặt của mình trong các môn học phù hợp hoặc trong tình huống mà được cho phép thôi nhé. Khi mà bạn tham gia vào cuộc họp Google Meet thì thông thường Snap Camera sẽ truy cập sẵn mặc định vào đó rồi. Đây bạn sẽ nhấn, nếu như mà chúng ta vẫn không thấy thì các bạn sẽ nhấn vào phần ba chấm vào trong mục này, chúng ta sẽ nhấn vào phần cài đặt. Rồi tại phần video chúng ta sẽ chọn cái tùy chỉnh ở đây, các bạn sẽ nhớ thấy không ạ, nó mặc định là Snap Camera rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần, nếu như chúng ta muốn chuyển đổi camera đúng của máy tính ấy, thì chúng ta sẽ chọn cái webcam này. Bây giờ nếu như mà trong quá trình mình muốn thay đổi cái camera thì bạn cũng chỉ việc quay sang cửa sổ giao diện của Snap Camera và bạn chọn một cái filter khác thì tự động bên Google Meet nó cũng thay đổi theo các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Rất là tuyệt vời đúng không?
Bên cạnh đó, chúng ta nếu như sử dụng Microsoft Teams thì chúng ta cũng tương tự. Trước khi vào cuộc họp thì bạn sẽ nhấn vào phần cài đặt này. Bạn sẽ thấy ở trong mục camera nó sẽ mặc định sẵn là Snap Camera rồi. Các bạn thấy không? Bên camera của Microsoft Teams cũng thay đổi theo. Trong quá trình các bạn thao tác mà nếu như mà nó hiển thị cái lỗi này, bạn có thể vào phần tùy chỉnh ở phần này và bạn kiểm tra lại giúp mình trong cái mục là trong cái mục này nó hiện tại đang là on hay là off. Nếu như mà on thì bạn chuyển về off. Sau đó bạn sẽ xuống khai hệ thống, chúng ta chọn là vào ứng dụng này và chọn là quiz để chúng ta tắt hẳn đi và chúng ta sẽ lại mở lại. Như vậy là video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng ứng dụng này sẽ mang lại những cảm giác mới mẻ và sự tự tin cho các bạn trong các cuộc họp video nhé. Xin chào tạm biệt.